Xin chào mừng các bạn đến với kênh Khương Sầu Riêng của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm dựng hình u ruột trên City nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Cùng theo chân mình đi dựng hình nha. Đối với ca này lâm sàng thì siêu âm thấy một cái khối u ở vùng hạ vị thì cho chụp CT để kiểm tra coi đó là cái vấn đề gì. Thì với những cái dữ liệu lâm sàng như vậy á thì mình sẽ thiết lập protocol gồm 3 thì không thuốc, thì động mạch và thì tĩnh mạch. Ở cái thì không thuốc thì mình sẽ thấy được những cái tổn thương mà cũng như là mình định vị cái tổn thương nằm chỗ nào. Còn ở trên cái thì động mạch đó thì mình sẽ chụp để mình thấy được coi cái động mạch nào mà nó nuôi u, hoặc là mình khảo sát được những cái mạch máu, ví dụ như những cái u mà gây xuất huyết thì những cái thì động mạch này rất là quan trọng. Tiếp theo là tới cái thì tĩnh mạch, thì tới cái thì tĩnh mạch thì mình sẽ xem xét được những cái bản chất bên trong của cái tổn thương, ví dụ như tổn thương này nó có bắt thuốc bao nhiêu, tăng đậm độ bao nhiêu và bên trong nó có hoại tử hay không. Trước khi mà đi vào bước dựng hình thì mình sẽ kiểm tra xem toàn bộ ổ bụng coi thấy nó có tổn thương nằm ở vị trí nào, vị trí cũng như là số lượng tổn thương. Thì như ví dụ như ở ca này thì trên thì động mạch mình thấy có hai cái tổn thương. Tổn thương đầu tiên là ngay chỗ cái vùng hang vị của dạ dày á. Cái tổn thương thứ hai nằm ở vùng hạ vị bên phải. Thì hai cái tổn thương này nó có bản chất cũng như nhau nên là mình sẽ tiến hành mình dựng hình cái tổn thương ở trên thôi nha, cái tổn thương lớn hơn. Thì ở cái thì động mạch này thì mình sẽ dựng hình làm sao cho thấy rõ được cái mạch máu bên trong nha. Thì tại vì mình nghi ngờ cái đây là một cái tổn thương lymphoma thì mình sẽ dựng hình sao làm sao thấy rõ mạch máu lên. Với lại mình phải rò vô để coi cái tính chất bắt thuốc nó qua các thì, rồi sau khi đó mình sẽ quay lại cái thì không thuốc, thì cùng có một vị trí với cái chỗ hồi nãy mình động mạch mình dựng đó, thì mình cũng xoay hình làm sao cho thấy giống y hệt như hồi nãy, cũng như mình phải làm như hồi nãy, mình phải rò vô để coi cái thì không thuốc với thì động mạch nó tăng và bắt quan như thế nào. Tương tự như thế thì ở cái thì tĩnh mạch cũng như vậy luôn. Thì ở cái thì tĩnh mạch này thì mình cũng dựng làm sao cho thấy rõ được cái chỗ mà nó đen đen ở bên trong á, vùng hoại tử bên trong đó nha. Sau khi đó thì mình sẽ chuyển qua mặt phẳng coronal nha, coronal để mình đo kích thước của cái u này. Tại vì chỗ này nó có hai cái u lận, cái u ở vùng ngay chỗ vùng hang vị và cái u ngay chỗ cái mạc treo ruột ở vùng hố chậu phải á. Thì bây giờ mình sẽ đo kích thước hai cái u này trên một mặt phẳng luôn. Tiếp theo thì mình sẽ quay lại mặt phẳng ASEAN á. Ở ca này mình thấy nó có cái tràn dịch màng phổi á, thì mình tiến hành mình đo cái bề dày của cái tràn dịch màng phổi này luôn nha. Và mình cũng tiến hành mình dựng thêm một cái mặt phẳng nữa để mình xác định cái vị trí u. Ví dụ như cái u này nằm ở cái vùng hang vị thì mình sẽ dựng thêm mặt phẳng sagittal á, mình dựng làm sao thấy rõ được cái nó ôm vô cái tá tràng nha, để biết là cái u này nằm chỗ nào và vị trí của nó như thế nào, nó có xâm lấn tá tràng hay không. Và đây là kết quả của mình. Mình sẽ sử dụng cái format 2x3 để mình thể hiện những cái hình xô này nha. Với mà ba hình đầu tiên trên mặt phẳng ASEAN á thì mình sẽ ro vô để mình biết cái mức độ tăng giảm bắt thuốc của nó. Tiếp tục thì mình sẽ dựng hình coronal để mình đo kích thước, và cái hình sagittal á thì mình để thể hiện cái vị trí nó nằm ở chỗ nào, và cuối cùng thì nó có một tổn thương tràn dịch màng phổi nên mình đo luôn. Thank you for watching my video. Don't forget like, share and subscribe my channel. I hope see you soon in the next video. Bye bye.